Pháp sư tiếp tục dẫn kinh để giải thích thêm cho rõ. Pháp sư lấy kinh Thập Luân. Kinh Thập Luân có ghi, có nói rằng Đức Phật bảo: này thiện nam, tăng có bốn hạng, tức là có bốn bốn loại đó. Tăng có bốn loại. Đệ nhất nghĩa tăng, tăng thanh tịnh, á dương tăng và vô tàm quý tăng. Chúng ta thấy đây trong dẫn kinh Thập Luân, Đức Phật nói rằng tăng nó có bốn hạng, tức là bốn loại tăng đó. Loại thứ nhất là gì? Là đệ nhất nghĩa tăng. Đệ nhất nghĩa tăng. Đệ nhất nghĩa tăng ở đây là chỉ cho gì? Những vị tăng thánh tăng đây chứng đắc thánh quả A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan Ca Diếp vân vân. Những vị tăng mà hiểu được tất cả đế lý của Đức Phật đã thuyết, tức là giáo pháp đó, hiểu được giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết, hiểu sâu rõ đến tận cùng cội nguồn của gì? Của pháp đệ nhất nghĩa vậy. Cho nên các vị này được gọi là đệ nhất nghĩa tăng, chỉ cho những vị đại thánh tăng, các vị đã chứng thánh quả A-la-hán. Hạng thứ hai là thanh tịnh tăng. Hay thanh tịnh tăng ở đây là những vị xuất gia trên cầu giáo pháp của Phật, dưới nguyện độ chúng sinh, giữ gìn trai giới thanh tịnh. Mặc dù chưa chứng được thánh quả A-la-hán này, nhưng mà trước sau những vị tăng thanh tịnh này sống như kinh, như luật, như Phật sở chế để tu hành này, thì sớm muộn gì cũng sẽ chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên hoặc là cũng chứng được gì? Thánh quả Bồ-Tát, nhận đến thành Phật. Cho nên những vị tăng như thế gọi là thanh tịnh tăng. Sống với nhau đoàn kết hòa hợp, bốn vị tỳ kheo trở lên cùng sống một trong một chú xứ, cùng tu hành, cùng chia sẻ với nhau giáo pháp của Đức Phật, hòa hợp thanh tịnh, thì đó gọi là thanh tịnh tăng. Hạng thứ ba là hạng gì? Á dương tăng. Chứ á dương tăng ở đây có nghĩa là chỉ á dương tăng ở đây là chỉ như nói nôm na gì, chữ dương đấy là con dê. Chữ á này, chữ á có nghĩa là cấm khẩu, tức là không nói được, chỉ biết kêu kêu là ú ú ớ ớ thôi, gọi là á. Chữ dương là con dê, chữ tăng á, á dương tăng thế là gì? Tức là chỉ cho những vị tăng mà có miệng mà không biết nói pháp, không nói được pháp, không chuyển được bánh xe pháp của Đức Phật, thì gọi là hạng này á, trong kinh Đức Phật gọi là á dương tăng. Hạng này không phải là những bậc lấy thân giáo, cũng chẳng phải là bậc có lấy khẩu giáo. Nếu mà không thuyết pháp được bằng miệng á, thì ít nhất cũng phải gì ạ? Phải dùng khẩu giáo. À xin lỗi, dùng dùng thân giáo. Dùng thân giáo á, để làm bậc mô phạm cho chúng sinh, cho mọi người noi theo, thì đó mới gọi là tăng vậy. Ví dụ như không thuyết pháp được thì phải thân giữ gìn trai giới thanh tịnh để làm chỗ cho người noi theo. Có những người chúng ta thấy có những vị sư cả đời không thuyết pháp giáo hóa gì cả, nhưng mà các ngài vẫn là những bậc cao tăng đắc đạo lỗi lạc, vẫn là những người giữ được cái rường mối mạng mạch của Phật pháp. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, như là cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá chẳng hạn, ngài không thuyết pháp, không giảng kinh, nhưng mà ai cũng phải kính nể, ai cũng phải kính trọng với cái đức độ, cái đạo hạnh của ngài. Hoặc là như chúng ta thấy Hải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi tự tại vãng sinh ở bên Trung Quốc chẳng hạn, mấy năm trước chẳng hạn, ngài cũng gì cũng chưa bao giờ lên ngồi trên tòa pháp, cũng chưa bao giờ giảng kinh thuyết luận, vì ngài không biết chữ ấy. Nhưng mà cái hạnh của ngài á, thì khiến cho chúng ta cho dù có ngồi giảng kinh cả trăm năm cũng không học được cái hạnh của ngài vậy. Đó. Đấy thì lấy đấy, các ngài đấy lại không thuyết pháp bằng khẩu giáo, các ngài lại thuyết pháp bằng gì? Bằng thân giáo. Đấy gọi là dùng thân giáo, tức là thuyết pháp bằng thân giáo. Ai muốn học với các ngài cứ nhìn việc các ngài làm mà gì mà học theo. Đó.
Nhìn các ngài làm như thế nào, bắt chước mà làm theo thì chắc chắn sẽ thành tựu, chắc chắn sẽ giác ngộ và chắc chắn sẽ gì? Sẽ giải thoát. Đó, cứ nhìn hạnh của ngài làm thế nào mình làm thế, chắc chắn sẽ giác ngộ và giải thoát và thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của mình. Đó, đấy các ngài đấy gọi là có những vị tổ sư, các vị tăng để dùng thân giáo thay cho khẩu giáo. Đấy. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì đấy cận đại gần đây đấy, như là cố trưởng lão Giác Linh Hòa Thượng 102 tuổi Hòa Thượng Hội Xá đó, và 112 tuổi là Hải Hiền Lão Hòa Thượng đó. Đấy, cái đấy là các ngài thị hiện, không thuyết pháp bằng miệng nhưng mà các ngài thuyết pháp bằng thân. À, thuyết pháp bằng thân. Vậy từ Á Dương Tăng ở đây là chỉ cho cả hai hạng người, cũng chẳng thuyết pháp bằng miệng mà cũng chẳng thuyết pháp bằng thân, tức là chỉ cho hạng người cả hai loại không thể thuyết pháp, đó là cả miệng và thân, tức là thân giáo và khẩu giáo không cái gì thuyết được. Về thân giáo thì do không tu tập, không giữ gìn giới hạnh thanh tịnh cho nên cũng chẳng thể làm cái chỗ dựa cho mọi người noi theo để học tập, cũng chẳng chịu trì chú tụng kinh, ngồi thiền lễ bái niệm Phật vân vân, cho nên cũng chẳng là bậc mô phạm cho mọi người có thể noi theo, cũng chẳng thể trì trai giữ giới, cho nên cũng chẳng thể khiến cho người ta kính cái gì, kính nể cái hạnh mà gì mà nương theo. Đấy là về thân giáo, không có cái gì cả. Còn về khẩu giáo thì nói năng thì thô tục, cục cằn, toàn là nói những cái chuyện tạp nham của thế tục thì được, chứ còn nói về chính pháp, nói về từ bi hỷ xả, nói về vô thường, khổ không vô ngã, vân vân, tức là nói về chính pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết thì không thể nói được vậy. Thì đó gọi là gì? Gọi là Á Dương Tăng. Cả đời xuất gia như thế, lợi mình chưa thấy, mà hàng ngày ở trong cửa Phật thì ăn của đàn na tín thí, tiêu thụ của đàn na tín thí, nếu mà gì không khéo là có thêm mắc thêm tội vậy. Hạng người này Đức Phật gọi là gì? Á Dương Tăng. Tức là có miệng, có ba tấc lưỡi đấy, có mà không biết thuyết pháp, có tấm thân đấy mà chẳng làm bậc mô phạm cho trời người noi theo, thì Đức Phật nói là Á Dương Tăng. Tức là ông Tăng gì? Ông Tăng giống như ông Tăng bị câm, giống như con dê ấy, nó chỉ biết kêu mehe mehe thôi, chứ nó không thể gì, nó không thể nói tiếng người được vậy. Đấy. Thì đây là Đức Phật nói là hạng người ấy là chỉ cho hạng người mà đã mang hạnh xuất ra rồi, cạo tóc á, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục của Như Lai lên trên mình rồi, phát đại thệ nguyện độ mình độ người, hàng ngày thường cái nguyện là rộng độ chúng sinh, nhưng mà cuối cùng thì chẳng làm được cái điều đó. Đức Phật nói rằng hạng này là Á Dương Tăng. Hạng thứ ba, hạng thứ tư gọi là Vô Tàm Quý Tăng. Chữ vô có nghĩa là không, chữ vô nghĩa là không, chữ tàm là gì? Là tự hổ với mình. Chứ quý là gì? Là tự thẹn với người. Hổ là, tàm là hổ với mình. Đấy, quý là thẹn với người. Vô tàm quý tăng có nghĩa là cái vị tăng thì không biết hổ thẹn với mình và không biết hổ thẹn với người. Không biết hổ với mình và không biết thẹn với người vậy. Tức là cứ chơi chân chân cháo cháo thôi. Thầy tổ chửi mắng, làm sai thầy tổ chửi mắng cho gì cũng chẳng biết cái gì cả. Có nghĩa là đối với người này cũng chẳng biết tàm quý, mắt cứ nháy nham nham như vậy, xong rồi đâu phải vào đấy. Tín đồ Phật tử họ nói cho, họ mắng cho, thậm chí họ xỉ vả cho, họ để cho mà biết đau, để mà lo mà học tập, mà rèn luyện đạo đức, mà tu hành cho nó tốt ấy, thì cũng gì cũng chả có thấy xấu hổ, mà chả có thấy là thẹn thùng gì cả. Hạng người như thế thì Đức Phật nói rằng những kẻ như thế thì không bao giờ tiến bộ được trên bước đường tu hành vậy. Đối với bản thân mà không biết là hổ thẹn thì những kẻ đó thì sẽ chắc chắn sẽ trở thành những kẻ gì phạm trai phá giới trong tương lai vậy, tương lai gần không xa vậy. Đối với người mà không biết gì, không biết thẹn thùng, không biết sợ sệt thì những kẻ như thế này không bao giờ tiến bộ được vậy. Với mình, với người, không biết hổ, không biết thẹn thì
thì không bao giờ tiến bộ được. Sẽ mãi mãi chỉ là gì ạ? Chỉ là những cái ông Tăng gọi là sống ở trong cửa Phật đỡ qua ngày thôi, chứ không được làm gì, không làm được gì lợi ích cho gì cho chúng sinh vậy. Không thể chuyển bánh xe pháp của Phật để rộng độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây hai hạng tăng đầu tiên trong bốn hạng tăng trong kinh Thập Luân ấy, hai hạng tăng đầu tiên đó là tăng Đệ Nhất Nghĩa và tăng Thanh Tịnh. Đức Phật nói hạng tăng này gì là rất quý hóa ở trong gì trong hàng tăng tăng bảo, xứng đáng là một trong ba ngôi tam bảo để cho người đời nương tựa vào vậy. Còn hai hạng tăng sau Á Dương Tăng và Vô Tàm Quý Tăng thì đó là những cái vị tăng gọi là họ chỉ đi vào cửa chùa cửa Phật để gọi là sống đỡ qua ngày hoặc là trốn tránh nhiệm vụ nghĩa vụ quốc gia, tức là đi quân sự ngày xưa đi bộ đội đó, đi bộ đội đi quân sự, trốn tránh nghĩa vụ quốc gia, nghĩa vụ của đất nước, nghĩa vụ của bản thân. Và đi vào chùa thì mục đích cũng chỉ là để nương náu, để cho qua ngày đoạn tháng thôi vậy, qua những giai đoạn khó khăn thôi vậy, họ không muốn tu hành gì cả, vào đó chỉ là ăn chơi, trác táng, hưởng thụ ở trong chốn thiền môn mà thôi, thì không lo tu tập gì. Hạng như thế Đức Phật nói, hai hạng như thế Đức Phật nói đều không có lợi ích gì trong Phật Pháp. Nhưng mà Đức Phật vẫn dặn các Phật tử chúng ta thì thôi thấy họ như vậy thì mà kệ họ đi. Chúng ta cũng không nên chửi bới hay là nguyền rủa hay là đánh đập gì họ. Mà chúng ta dùng cái biện pháp gọi là không tán dương, cũng không khen ngợi. Mà thậm chí là gì? Cũng không gần gũi họ. Đấy, không tán dương, không khen ngợi, cũng không gần gũi. Cứ tùy duyên, kệ họ đi. Kệ họ. Đấy, thì như thế, đối với họ như thế, cho nên chúng ta thì cũng nên biết để mà hành xử, không có lại chúng ta lại đi nói xấu rồi đi tìm đủ những cái lỗi lầm của các vị ấy để đi bêu ra, thậm chí là viết báo, đưa lên báo chí hay thế này thế nọ thì cũng không nên vậy. Như vậy nó làm tổn thương đến cái sự thanh tịnh ở trong tăng đoàn, làm ảnh hưởng đến giáo pháp của Đức Phật vậy. Các cụ ngày xưa nói là con sâu làm dầu nồi canh mà. Nếu mà chúng ta có biết những cái trường hợp mà không tốt thì chúng ta cứ báo cáo với các cấp của giáo hội. Bây giờ Phật giáo thì có gì? Có giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta có các cấp giáo hội quản lý. Cấp thấp nhất là ban trị sự Phật giáo các quận huyện thị, lớn hơn là gì? Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Mà lớn hơn nữa là gì? Là các cấp của gì? Ở trên trung ương giáo hội. Trung ương giáo hội thì có hội đồng trị sự này, rồi có các 12, 13 ban viện trung ương này. Thì đấy, thì ví dụ như là những vị đó ở trong vi phạm về cái gì thì chúng ta báo về cái đó. Tốt nhất là chúng ta thì nếu chúng ta cứ báo lên cho huyện đó, huyện họ không giải quyết thì được thì tỉnh như gì? Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh họ phải báo lên cho họ, huyện phải báo lên cho cấp tỉnh, tỉnh không giải quyết được họ phải báo cho cấp trung ương. Cho nên chúng ta không nên là báo chí đưa lên rầm rộ, cuối cùng là một con sâu làm dầu nổi canh. Một vài vị sư không ra gì mà khiến cho cả xã hội họ nhìn rằng cái ngôi cái địa vị của tam bảo đệ tử của Đức Phật bây giờ đều như thế cả, thì như vậy là phải tội họ ra, khiến cho họ đoạn mất đi cái niềm tin, cái lòng chính tín và tam bảo xưa nay vậy. Như thế thì chúng ta có khi lại chuốc tội vào thân vậy. Ở đây giải thích là Đệ Nhất Nghĩa Tăng là Phật, là Bồ Tát, là Bích Chi Phật và bốn quả sa môn. Đấy giảng rộng thêm ấy, thì nói là bốn Đệ Nhất Nghĩa Tăng là chỉ cho là trên cao là nhất là chỉ cho Phật này, dưới hơn một tí là Bồ Tát này, dưới nữa là Bích Chi Phật này, và dưới nữa là gì ạ, là bốn quả sa môn, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vậy. Đấy tức là chứng người chứng đắc thánh quả đó. Còn Thanh Tịnh Tăng tức là đấy như lúc nãy đã nói rồi, những vị giữ gìn đầy đủ giới luật mà Đức Phật đã tuyên thuyết vậy. Á Dương Tăng nói rồi, Vô Tàm Quý Tăng cũng nói rồi. Còn trong Kinh Đại Bi có ghi, Kinh Đại Bi có ghi như thế này, Đức Phật bảo A Nan, trong Pháp của ta, dẫu là sa môn đắp cả sa, mà làm hoen ố hạnh sa môn, hay đắp y tự xưng là sa môn, thì một mình vị Phật trong hiền kiếp
Đầu tiên là Di Lặc Như Lai, cuối cùng là Lô Xá Na, là Lô Già Như Lai vào cõi Niết Bàn vô dư rồi. Những sa môn kia lần lượt sẽ được vào Niết Bàn, không sót lại một ai. Vì sao? Vì tất cả sa môn như vậy, dù là người chỉ niệm hiệu Phật một lần hoặc một lần khởi lòng tin, thì công đức ấy đều không mất vậy. A Nan, ta dùng Phật trí suy lường biết được hết pháp giới, tất cả nghiệp thiện đều được quả báo thiện, nghiệp ác được đều chịu quả báo ác. Những chúng sinh có tâm thanh tịnh, dù chỉ niệm Nam Mô Phật, nhờ thiện căn này chắc chắn họ sẽ được gần Niết Bàn, huống chi là gặp Phật gần gũi phụng sự và cúng dường vậy. Ở đây trong kinh Đại Bi có ghi chép lại lời dạy của Đức Phật, dạy rằng trong giáo pháp của Đức Phật, dẫu là sa môn đắp cả sa mà làm hoen ố hạnh sa môn, tức là phạm trai phá giới đó, tức là những vị đó đã xuất gia nhưng mà phạm trai phá giới đó, hoặc là hay đắp y tự xưng là sa môn, tức là có vị đắp y mà tự xưng là sa môn nhưng mà gì không thọ giới của Phật đó, tự xưng là gì là đệ tử của Phật, cạo tóc và đắp y tự xưng là đệ tử của Phật. Thì Đức Phật nói gì, những người như thế thì trải qua gì 1.000 vị Phật trong hiền kiếp. Đầu tiên là Đức Phật Di Lặc Như Lai, tức là tới đây đó, Đức Phật Như Lai. Xong đến Đức Phật cuối cùng là Đức Phật Lô Già Như Lai vào Niết Bàn rồi. Thì tất cả những vị sa môn xuất ra mà không giữ được giới hạnh trọn vẹn đó, cũng là như những vị cư sĩ tín đồ Phật tử và những thiện nam tín nữ tự cạo tóc, tự đắp cả sa, xưng là gì? Là sa môn đó. Thì Đức Phật nói đến lúc đó thì những vị đó cũng được chứng được thánh quả giải thoát. Vì sao? Vì đã phát được cái thiện tâm, đã vào ở trong gì? Trong nhà của Như Lai, tức là vào chùa đó, vào sống trong gì? Những nơi tinh xá, tịnh thất niệm Phật đường đó. Vị đấy xưng được một câu gì? Nam Mô Phật rồi. Đức Phật nói vị đã xưng được một câu Nam Mô Phật rồi, cho nên nhờ cái công đức xưng một câu Nam Mô Phật đó, dù là chỉ là một lần thôi. Đức Phật nói hoặc là chỉ khởi một lần khởi được lòng tin thôi, thì công đức của những vị đó thì cũng không bị mất đi vậy. Cho nên nay chúng ta biết được Phật pháp mà chúng ta lại còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật rồi, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, Nam Mô Thập Phương Phật vân vân đó, rồi chúng ta niệm được rất nhiều danh hiệu các đức Phật đấy rồi, thì chúng ta không lo gì là sau này chúng ta không được giải thoát, không được thành Phật. Các quý vị, chúng ta chắc chắn sẽ đều được giải thoát, đều được thành Phật. Tất cả chúng ta nghe thấy một tiếng Phật mà chúng ta niệm được một câu Phật Nam Mô Phật hoặc Nam Mô Pháp hoặc Nam Mô Tăng, niệm trọn vẹn được ba ngôi tam bảo như thế rồi, thì chắc chắn trong những kiếp vị lai sau này, trải qua vô lượng kiếp, cái nhân duyên, cái duyên lành này bắt đầu hội đủ, chúng ta dần dần thì được tu tập trong chính pháp của Đức Phật, được cung kính cúng dường 10 phương chư Phật, và chúng ta đặc biệt là sẽ được xuất gia tu hành trong giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta sẽ dần dần sẽ đầy đủ công đức viên mãn và sẽ chứng đắc từ sơ quả Tu Đà Hoàn đến nhị quả, đến tam quả, đến tứ quả La Hán, nhấn đến cho đến chứng đắc thánh quả Bồ Tát và có thể là nếu phát nguyện hành Bồ Tát để rộng độ chúng sinh thì chúng ta cũng đều được thành Phật, bằng không chí ít cũng được chứng đắc thánh quả A La Hán và nhập Niết Bàn vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói đấy, cho dù thấy những cái vị tăng ni mà xuất gia không giữ gìn được đầy đủ oai nghiêm giới hạnh của Phật á, thì chúng ta cũng đừng có khởi cái ác tâm mà chửi bới, mà đánh đập, mà mắng nhiếc, mà nguyền rủa họ vậy. Vì dù sao á, họ cũng đã hơn vô vàn, vô số những chúng sinh ở trên thế gian này, và hơn vô số những kẻ ngoại đạo ở trên thế gian này tu hành sai pháp vậy. Dù sao họ vẫn còn biết kính Phật một chút, họ còn biết rằng vào nơi cửa Phật để tu hành, họ còn
giống được cái hình tướng của người xuất gia, đó là cạo tóc mặc cà sa vậy. Và ngày ngày họ thỉnh thoảng họ nhìn thấy Phật họ còn biết chắp tay vái vậy, hoặc nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật trên chùa họ còn gì, họ còn biết khởi một chút cái tâm niệm gọi là tùy hỷ vậy. Hoặc là thỉnh thoảng có người đến nhờ tụng kinh lễ bái niệm Phật cũng tuần 35, 49 hay là một ngày rằm, họ còn biết gì ạ, lên chùa để thỉnh kinh để lễ Phật vậy. Đây chúng ta thấy cũng vẫn còn tốt. Đức Phật nói ở thời mạt pháp này có kẻ hướng vào đạo pháp, vào giáo pháp của ngài mà làm được những điều thiện như thế là cũng quý lắm rồi. Đấy, còn hơn là vô số những kẻ ở thế gian một tiếng Phật còn chưa được nghe vậy. Và cho dù có nghe rồi mà không gì, còn không tin được vậy. Đấy, thì cho nên phải biết rằng những cái người mà Đức Phật nói dù họ xuất gia không giữ được tròn cái hạnh sa môn, tức là còn khuyết thiếu giới luật đó, hoặc là vi phạm một trong bốn giới trọng, hoặc là vi phạm cả hai trong bốn giới trọng, hoặc ba trong bốn giới trọng, thậm chí cả bốn giới trọng, nhưng mà gì lại giữ được một số các giới khác trong 250 giới hoặc 348 giới của tỷ khiêu ni vậy. Thế thì có nghĩa là họ vẫn chưa, tuy mất giới thể nhưng mà họ vẫn còn gì ạ, cái bình tuy họ có thể là nó bị thủng nhưng mà vẫn còn, còn chưa vỡ, thì vẫn còn có thể gì họ dùng một cái phương pháp nào đó, thì vẫn nếu không dùng đựng được nước thì có thể dùng được đựng được cái khác vậy. Đấy, ý của ở trong kinh này là nói như thế. Cho nên chúng ta cần phải, cũng cần phải cung kính và gì, tôn trọng họ vậy. Nếu không gần gũi được thì thôi, không tán dương khen ngợi. Tất nhiên là không nên tán dương khen ngợi những vị tăng mà khuyết thiếu đó phẩm hạnh đó rồi, nhưng cũng không được chỉ trích, chửi bới và nguyền rủa, đánh đập và giết chết họ vậy. Đó. Vì dù sao họ còn là những người còn có một chút cái hạt giống bồ đề, còn le lói ở trong gì, ở trên cuộc đời, trong cái thời mạt pháp này vậy. Họ vẫn có cái giữ được cái hình tướng của gì, của đệ tử xuất gia của Đức Phật, vẫn ở trong chùa, thỉnh thoảng họ vẫn gõ mõ tụng kinh. Thỉnh thoảng vẫn gõ mõ tụng kinh, tức là mọi người đến chùa vẫn thấy cái biểu tướng của gì, của Tam Bảo trụ ở đó vậy. Lúc này có thể rồi, chùa đó chưa xuất hiện một vị cao tăng thạc đức để giáo hóa độ sinh, làm bậc mô phạm cho mọi người tu tập theo, nhưng chùa vẫn còn đấy thì chưa mất đi. Thế gian chủ trì Phật bảo, tức là chùa chiền và tượng Phật tranh ảnh vẫn còn đấy, chưa mất đi. Thế gian chủ trì Pháp bảo, tức là kinh Phật vẫn còn được cất giữ, lưu giữ ở trong cái ngôi chùa ấy, chưa mất hết. Tăng bảo thì mặc dù là cái vị đó không xứng đáng là gì vào ngôi tăng bảo, nhưng mà dù sao vẫn là người ở lại để duy trì, giữ gìn được cái ngôi Phật bảo và ngôi Pháp bảo thế gian chủ trì ấy vậy. Cho nên một lúc nào đó nhân duyên nó đến lại gặp một cái vị xuất gia, những bậc chân tu, thậm chí là cao tăng đắc đạo, thậm chí là pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát Thánh Tăng thì hiện ở ra nhân xuống thế gian này để làm bậc mô phạm, làm chỗ khuôn phép cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử Đàn Na Tín Thí Thập Phương noi theo để tu tập, thì khi đó thì lại là việc tốt vậy. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, nhờ có Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt cho nên ta mới thành Phật vậy. Nhưng mà chúng ta thấy bình thường Đề Bà Đa rất gì, rất xấu. Nhưng mà tại sao trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật lại khen Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt? Đấy, chúng ta thấy cũng xuất phát từ những cái gì, cái quan điểm, cái tư tưởng ấy mà chúng ta thấy. Chúng ta cần phải đối với các vị tăng ni mà chúng ta thấy họ vẫn chưa giữ gìn toàn vẹn các điều giới luật như là gì, như Đức Phật đã nói, thì chúng ta cứ bình thường vậy. Chúng ta có thể vẫn ra chùa hàng tháng, mùng một ngày rằm vẫn ra chùa lễ Phật nếu có điều kiện. Nhà chùa các thầy xây dựng chùa cảnh, làm tượng Phật hay là đổ đúc chuông, hay là sửa chùa, sửa chiền, chúng ta nếu có điều kiện vẫn có thể cứ cúng dường cho các vị làm việc phúc ấy, không sao. Vì chúng ta, các cụ nói rồi, Tam Bảo Như Lai của ai phúc ấy mà. Chúng ta chỉ có không cúng tiền cho các vị ăn chơi sa đọa mà thôi. Còn nếu các vị vẫn làm việc phúc thì chúng ta vẫn cúng được. Các vị xây chùa, làm tượng, đúc chuông, làm những việc phúc thiện, ấn tống kinh sách, để hoặc là phóng sinh tu phúc, hoặc giúp đỡ người nghèo, vân vân, chúng ta vẫn có thể gì tùy hỷ đóng bè tập phúc để cho vị làm những cái việc thiện đó được.
Thì đó là chúng ta thấy những việc gì thiện chúng ta đều có thể làm. Bởi vì nhất thiết thế gian giai vi Phật Pháp mà. Tức là tất cả các pháp của thế gian nếu chúng ta biết vận dụng, hướng nó vào cái thiện đó, thì nó đều là Phật Pháp hết. Đấy, chứ không phải là cái gì ngoài Tam Tạng Đức Phật nói ra là đều không phải là Phật Pháp đâu. Phật Pháp á, cái gì ở thế gian mà nó phù hợp với chân lý, với đạo đức, với nhân quả đều là Phật Pháp hết các quý vị. Cho nên ở đây trong kinh Đại Bi Đức Phật mới dạy như vậy, dạy rằng đối với hết cả những vị sa môn, những vị xuất gia mà như thế, tức là không đầy đủ giới pháp, hoặc là gì họ chỉ cạo tóc, mặc áo cà sa, tự xưng là sa môn đấy, thì chúng ta cũng gì cũng tuy không, nếu không gần gũi quá thì thôi, chúng ta cũng không nên xa lánh họ vậy. Chúng ta giữ một cái khoảng cách bình thường, tức là một cái mối quan hệ bình thường. Ví dụ như trụ trì chùa của địa phương chúng ta, của khu phố chúng ta, hoặc là của trong thôn, trong xã chúng ta, nếu ở nông thôn, thì mùng một ngày rằm có lễ có lạc gì chúng ta vẫn cứ đến bình thường, như là các Phật tử bình thường khác. Chúng ta không có phải so bì gì, ông thầy này không biết thuyết pháp, không biết giảng kinh, ông thầy này chỉ biết đi cúng đi bái, không được khởi cái ác tâm như thế. Thầy không biết giảng kinh, không biết thuyết pháp, chỉ biết cúng biết bái thôi cũng không sao. Dù sao đi chăng nữa, có vị sư ở trong đó sớm chiêu chiều mộ, quét dọn chùa chiền, có bóng người để trông cái cảnh giả lam đó còn hơn là bỏ hương lạnh khói tàn, để cho mấy bà vãi ra thì tranh nhau phẩm oản quả chuối ở ngoài chùa thì còn khổ hơn nữa các quý vị, còn khổ hơn nữa, lại chả làm được cái gì nữa cơ. Chùa chiền đổ nát có khi lại còn chả làm được. Nhưng dù sao vị sư mà chúng ta cho là không thanh tịnh, không toàn vẹn giới luật đấy, vân vân, chúng ta thấy thì vẫn còn tham sân si cũng nhiều, chưa được như các bậc tôn túc trưởng lão mà chúng ta đã nghe, đã thấy, đã biết, hoặc không được như lời Phật dạy trong kinh, vân vân. Thì chúng ta cũng thấy rằng vị này cho dù không được như các trưởng lão, các bậc tôn túc và như lời Phật dạy trong kinh, nhưng mà vị này vẫn còn có gì, còn có thể là đi cúng đi bái nhoan nhấp tiền của để có thể về tu sửa xây dựng lại ngôi Tam Bảo đó đổ nát, tức là ngôi chùa đó nó đổ nát, làm lại những pho tượng gì đã hư hỏng, hoặc là gì, hoặc là thỉnh kinh thỉnh sách về cho các Phật tử đến để tụng để đọc đó, vân vân. Đấy vẫn là gì, vẫn tốt, vẫn tốt. Đức Phật nói trải qua gì ở trong kinh Đại Bi này, Đức Phật nói sau này trải qua gì 1000 Đức Phật ở trong hiền kiếp, bắt đầu tính từ tức Đức Di Lặc Như Lai cho đến Đức Lô Già Như Lai đó, thì nói rằng tất cả những vị ấy cũng đều sẽ được giải thoát. Cho nên chúng ta cũng phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt và từng suy nghĩ, từng cái ánh mắt và từng cái suy nghĩ về gì những vị xuất gia kia vậy, không được gọi là khởi ác tâm để đối với họ vậy. Nói tóm lại là như thế. Kinh Thập Thiện, kinh Thập Luân ghi lại tiếp tục dẫn kinh Thập Luân. Đức Phật dạy các tỷ khiêu xuất gia theo Phật pháp, tất cả trời người Atula đều nên cúng dường. Nếu vị ấy giữ gìn giới pháp thì không nên trách phạt, trói buộc, giam cầm, hoặc chặt tay chân, hoặc giết chết, vì những việc ấy đều không đúng pháp, sinh ra gì phải mắc tội vô lượng vậy. Trong kinh Thập Luân, Đức Phật nói rằng những vị tỷ khiêu xuất gia trong Phật pháp, tất cả trời người đều nên gì, trời người Atula đều nên cúng dường những vị ấy vậy. Nếu mà là những vị giữ gìn giới luật thanh tịnh thì không nên trách phạt vua chúa hoặc là quan lại, hoặc là tất cả người đời không nên trách phạt hoặc giam cầm, chặt chân tay hoặc giết hại những vị ấy vậy. Nếu làm những việc ấy thì sẽ gặp cái quả báo xấu gì, thật là khổ sở, khổ đau vậy, vì không đúng như pháp vậy. Còn nếu tỷ khiêu phá giới, tức là những người xuất gia phá giới đó, không có phạm hạnh mà nói mình có phạm hạnh, thì giống như cái nhọt vỡ mủ, người ấy đã lạc mất thánh đạo, quả vị chứng ngộ đã bị phiền não hủy hoại, nhưng họ vẫn còn có khả năng chỉ bảo cho người, cho cả trời người
trời người rồng quỷ thần nhân và phi nhân vân vân đó. Biết kho báu chính pháp. Ở đây nói rằng nếu mà người xuất gia tỷ khiêu tỷ khiêu ni đó, dù họ có phá giới phạm giới thì giống như cái ung cái nhọt đó, bị vỡ mủ vậy, thì tất nhiên là nó sẽ cái ung cái nhọt vỡ mủ rồi, đương nhiên là chúng ta thấy nó không còn tốt đẹp nữa vậy, thân nó sẽ bị đau nhức vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, ở đây Đức Phật nói là người ấy thì dù mất lạc và mất thánh đạo rồi á, nhưng vẫn có khả năng để mà gì thuyết pháp giáo hóa và hướng dẫn cho mọi người tu tập làm việc thiện á, thì vẫn còn có thể dùng được vậy. nếu mà vị phá giới mà không biết làm cái việc gì thiện nữa thì thôi chúng ta còn thì chúng ta thì tôi lánh xa. Nhưng mà họ vi phạm vào các điều giới luật của Đức Phật, không được thanh tịnh toàn vẹn. Tuy rằng giống như chiếc nhọt đó gì đã bị mưng mủ, đã bị vỡ mủ, mưng mủ vỡ mủ đó, có thể hôi thối đó, nhưng mà có thể ở xa để nghe họ thuyết pháp vậy. Tức là họ mà nếu mà họ còn biết thuyết pháp giáo hóa chúng sinh á, hướng về điều thiện đó để tu tập á, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện đó, thì cũng nên gì ạ, cũng nên vì cái kho báu Phật pháp á, mà gần gũi để mà học vậy. Ở đây các cụ ấy, chúng ta thường nói rồi, y pháp bất y nhân vậy. Tức là nương vào pháp chứ không nương vào người. Chúng ta nương vào pháp các vị đó, chứ chúng ta không nương vào thân thể các vị ấy vậy. Đó. Vì thế, người theo ta xuất gia, tức là người theo Đức Phật xuất gia đó, dù giữ giới hoặc phá giới, ta đều không chấp nhận việc các vua, tể tướng, đại thần trách phạt, trói buộc, giam cầm, đánh đập, chặt chân tay, giết hại, huống chi là tỷ khiêu phá giới vì phạm các lỗi nhỏ về oai nghi. Ở đây Đức Phật nói rằng đấy, những vị xuất gia dù giữ giới hay phá giới, Đức Phật cũng không chấp nhận cái việc gì vua chúa, tể tướng hay các quan đại thần trách phạt, trói buộc, đánh đập, chặt chân, chặt tay, nhẫn đến giết hại các vị tỷ khiêu ấy. Huống chi là gì? Những tỷ khiêu chỉ phạm những cái oai nghi nhỏ nhặt thôi. Tức là nếu mà không phạm những cái tứ trọng giới, hoặc là phạm vào cái tội gọi là ngũ nghịch ấy, thì chỉ phạm vào những tiểu tiểu oai nghi, ví dụ như ăn cơm phi thời, hoặc là vân vân, những cái giới nhỏ nhỏ đấy. Ví dụ như ăn phi thời đó cũng là những cái giới gì? Giới nhỏ thôi, những cái giới gọi trong giới luật gọi là giới đột cắt la. Giới đột cắt la thôi. Hoặc là đứng kiễng một chân, hoặc là một ngày tắm một lần. Trong giới luật của Đức Phật nói là 15 ngày mới được tắm một lần. Đấy. Nhưng ngày xưa thì nó thế, mà bây giờ thì chúng ta thấy đấy, thì nó cũng phải khác đi. Những cái đấy gọi là tiểu tiểu oai nghi, vi phạm những cái đó thì gọi là phạm tiểu tiểu oai nghi. Mà thấy nếu các vị quốc vương đại thần mà nhìn thấy chư tăng mà phạm một cái tiểu oai nghi nhỏ nhỏ như thế, mà vì là ghét chư tăng hoặc ghét vị sư đó, mà gì lấy cái cớ đó để bắt bớ, để giết hại, để đánh đập, thì không được vậy. Phạm vô lượng tội lỗi vậy. Như vậy là Đức Phật nói là không cho phép các vị quốc vương đại thần trách phạt những đệ tử xuất gia của Phật bằng những cái lỗi như thế vậy. Cũng như Ngưu Hoàng. Ngưu Hoàng ở đây là chỉ ra này, chỉ cho sạn ở trong mật của trâu, bò, được dùng làm vị thuốc. Ví dụ sạn ở trong mật của trâu, của bò, tức là trong cái mật của con trâu, con bò, nó có sạn ở trong đó, có thể dùng làm cái vị thuốc bắc vậy, cái vị thuốc để chữa bệnh rất tốt vậy. Ở đây nói là cũng như Ngưu Hoàng, trong trâu, tuy trâu chết rồi, mà người ta vẫn lấy dùng, hoặc như xạ hương, vẫn còn có ích sau khi con hươu xạ đã chết vậy. Tức là nói là ở đây Đức Phật nói rằng ví như con trâu tuy nó chết rồi nhưng cái sạn ở trong thì ở trong cái mật của con trâu con bò vẫn có thể dùng để làm vị thuốc để chữa được nhiều căn bệnh nguy nan vậy. Hay là nói rồi hay là như hoặc cũng như là xạ hươu
Xả hươu ở đây tí là gì? Tức là cái nhung con hươu á, cái nhung của con hươu, cái sừng cái nhung con hươu á. Tuy con hươu nó chết rồi á, nhưng mà gì? Cái sừng á, cái gì? Cái nhung cái gì? Vẫn có thể dùng để làm vị thuốc tốt để chữa bệnh cứu người vậy. Đó. Thì ở đây Đức Phật ví những vị gì? Những vị tăng mà phá giới á, thì cũng thế. Có thể vẫn dùng được vào một cái việc nào đó nhất định vậy. Đó. Tỳ khiêu phá giới còn có khả năng đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tỳ khiêu ác hạnh tuy phạm giới cấm, nhưng sức mạnh của giới còn làm được các lợi ích cho vô lượng trời người. Đức Phật nói rằng những tỳ khiêu phá giới, phạm giới, thì tuy những tỳ khiêu đó phá giới, phạm giới, nhưng cái sức mạnh của giới mà vị đó gì đã phát nguyện thụ trì trước đây á, và mà đến bây giờ vẫn còn có thể tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, xây dựng chùa cảnh, làm các việc thiện, vân vân, thì Đức Phật nói gì? Do sức mạnh của giới ấy mà gì mà vẫn còn có thể làm lợi ích cho vô lượng trời người vậy. Đấy, còn hơn gì? Còn hơn là nhiều những kẻ ác ở thế gian và những kẻ gọi là không biết gì đến Phật pháp vậy. Chúng ta thấy đấy, đây là Đức Phật nói ở trong kinh Thập Luân nhé, chứ không phải là người hàng phàm phu chúng ta nói ra cái điều này đâu. Giống như hương đốt rồi lại tàn rụi, nhưng mùi thơm của nó đã xông ướp vào khắp người, khiến cho cũng thơm tho lạ thường, thơm tho khác, khiến cho người khác cũng thơm vậy. Tỳ khiêu phá giới cũng như vậy, tự thân đọa đường ác, nhưng có thể làm cho chúng sinh gì tăng trưởng căn lành, mà nhờ công đức đó thì chúng sinh thì được giải thoát. Vị tỳ khiêu đó do gì? Do làm cho người khác được giải thoát, cho nên cái tội đọa đường ác kia nhanh nhanh chóng mau hết vậy, và sẽ gì sau khi hết cái tội ở trong đường ác đó thì lại tiếp tục được xuất gia, gặp Phật xuất gia và tu hành, sẽ chứng thánh quả trong tương lai vậy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên vì những lý do đó, cho nên chúng ta thì không nên coi thường, đánh đập, nguyền rủa, chửi bới và giết hại, dẫn đến giết hại những vị xuất gia như thế. Vì lý do ấy, tất cả người tại gia không nên xúc phạm, khinh rẻ tỳ khiêu phá giới, mà nên bảo vệ, tôn trọng và cúng dường, không cho phép ai phạt trách, giam cầm, trói buộc hoặc giết chết vị ấy. Thầy Đức Phật nói rằng các Phật tử tại gia chúng ta không nên xúc phạm, không nên khinh rẻ những vị tỳ khiêu phá giới như thế, mà nên bảo vệ, nên thậm chí ở đây Đức Phật nói là nên bảo vệ và nên gì, nên tôn trọng và cúng dường những vị ấy. Thì thôi, chúng ta không cúng dường nhiều thì thôi, chúng ta cúng dường cho những vị ấy đủ ăn để vị ấy còn có thể là ở cái thân trong chùa, còn có thể trong chùa, còn có thể gõ mõ tụng kinh sáng tối, và còn có thể gì, có người đến nhờ làm lễ mùng một ngày rằm, cúng thất chay tuần vân vân gì đó, thì vẫn còn có sư ở trong chùa để lễ bái cho dân vậy, vẫn còn có hình tướng của tăng ở trong chùa vậy. Thì như vậy là cái biểu tướng của ngôi Tam Bảo vẫn gì, vẫn chưa mất hết đi vậy. À, thì vẫn gì, vẫn còn được vậy, cho dù cái cây đó thì không ra hoa ra trái, chỉ là cái cây thì không có hoa có trái, nhưng mà dù sao vẫn có bóng mát vậy. Ý của Đức Phật là như thế. Chúng ta thấy, cho dù cây đó không ra hoa ra trái, nhưng mà gì, vẫn còn có bóng mát, có thể làm lợi ích cho gì, cho con người, cho rất nhiều chúng sinh và các loài vật gì, mùa hè nắng nực có thể núp dưới tán lá cây vậy, các loài chim muông, sâu bọ cũng có thể nương vào cái ở trên cành lá cây đó mà có thể sống được qua ngày đoạn tháng vậy, vân vân. Đó, cho nên ở đây nói là tuy không ra, có thể là những vị tỳ khiêu phá giới đó không chứng đắc thánh quả trong đời này, mà thậm chí là còn phải đọa trong ba đường ác trong kiếp sau. Nhưng mà Đức Phật nói gì? Không sao. Nhân quả rõ ràng, họ trả hết cái nghiệp ác họ gieo ở đời này, thì cái nhân quả, cái nhân bồ đề họ cũng trồng trong A Lại Đa Thức của họ, thì sau khi thọ hết cái báo ác ở ba đường ác đạo, họ lại căn lành khai phát, họ lại tiếp tục thì được sinh lại làm người, và lại tiếp tục xuất gia. Có thể nếu gặp được thầy hiền bạn tốt thì họ lại trở thành bậc pháp khí và trở thành những người, những bậc cao tăng đắc đạo và giải thoát tận rộng độ chúng sinh trong tương lai vậy. Cho nên vì những lý do ấy
Vì vậy mà không nên coi thường vậy. Bây giờ Đức Phật nói kệ: hoa chiêm bạc tuy héo vẫn quý hơn hoa khác, các tỳ khiêu phá giới còn tốt hơn ngoại đạo. Đức Phật nói là hoa chiêm bạc. Hoa chiêm bạc là một thứ loại hoa ở Ấn Độ, nó có cái hương thơm, hương rất là thơm. Ở đây có chỗ thì nói là hoa súng ấy, có chỗ thì nói hoa chiêm bạc là hoa súng, có chỗ thì nói là hoa sen. Cái này thì họ nói là trong cái tư liệu thì họ nói có chỗ là dịch là hoa súng, có chỗ là hoa sen. Thì có người thì bảo không phải là hoa súng hoa sen, mà là một loại hoa gì, một loại hoa rất hiếm ở Ấn Độ. Nó có mùi hương thơm, nó rất là đẹp mà có mùi hương thơm, gọi là hoa chiêm bạc. Thì đấy là cái này thì cũng có cái giải thích, nó có khác nhau như thế. Nói rằng cái hoa chiêm bạc này tuy nó héo á, nhưng mà nó vẫn quý hơn những loài hoa khác. Vì sao? Vì nó có hương thơm, và tuy nó héo vẫn có thể dùng làm thuốc để chữa một số bệnh vậy. Đấy. Cho nên á, đây mới nói Đức Phật nói là đấy, cho nên cũng như thế, các tỳ khiêu phá giới vẫn gì còn tốt hơn ngoại đạo rất nhiều vậy. Vì họ thì họ biết cái Phật pháp, gieo được cái chủng tử Phật vào trong A Lại Gia Thức ấy. Dù xưng một câu Nam Mô Phật là rồi họ, Đức Phật nói cái nhân đó sau này còn được thành Phật. Huống chi là họ thỉnh thoảng cũng tụng kinh lễ Phật, cũng làm việc thiện vậy. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói kệ: cạo tóc đắp cà sa, giữ giới và phá giới, trời người nên cúng dường, thường giúp không thiếu thốn. Tức là trong dẫn trong kinh Đại Tập nói, những người cạo tóc đắp cà sa, giữ giới và phá giới, tức là cả giữ giới và người phá giới, trời người đều nên cúng dường, thường giúp cho gì, những vị tỳ khiêu không bị thiếu thốn vậy. Cúng dường người như vậy chính là cúng dường ta. Đức Phật nói nếu cúng dường những vị tỳ khiêu giữ giới hoặc phá giới để cho họ gì, đầy đủ cơm ăn áo mặc, để cho họ ở trong đạo, để họ tu tập, họ giữ gìn ngôi nhà tam bảo á, tức là ở trong giữ gìn chùa cảnh, chùa chiền, và giữ gìn tạng pháp của Phật không bị mất đi á, thì Đức Phật nói gì, nói là những hạng người như thế ở trong thời mạt pháp á, nếu mà trời người á cúng dường những vị ấy, tức là gì, cũng như là cúng dường Đức Phật Thích Ca vậy, cúng dường mười phương chư Phật vậy. Để chúng ta thấy thời mạt pháp Đức Phật biết rõ là gì, người tu hành gì đại đa số đều là khuyết thiếu giới luật cả, mà Đức Phật biết rồi. Cho nên nếu mà để cho những người mà viên mãn giới luật thì khi đó mới đến cúng dường thì trên thế gian này ít lắm các quý vị, ít lắm ấy, ít lắm, tôi nói là ít lắm ấy, rất ít ấy. Nên vì cung kính pháp, người cầu đạo quy y, thân đắp y cà sa ấy chính là con ta. Đức Phật nói là những người nên vì gì? Nên vì cung kính pháp. Tất cả các Phật tử chúng ta nếu thấy những vị xuất gia tu hành hoặc giữ giới hoặc chưa được toàn vẹn giới pháp đó, thì chúng ta nên vì pháp để mà cung kính cúng dường. Vì người cạo đầu kia đấy, tức là người gì? Vì người xuất gia kia gì mà quy y vậy? Người cạo đầu quy thân đắp cả xa đó thì ấy là chính là gì, là con ta. Những cái người mà cạo đầu dù là hủy giới hay phá giới thì đều là con của Đức Phật cả. Giống như ở trong gia đình chúng ta mà sinh ra mấy đứa con, có đứa thì ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo, nhưng có đứa thì gì, nó ngỗ ngược, chả chịu học gì cả, nhưng nó vẫn là gì, con ta mà, ta vẫn gì, vẫn đau, vẫn xót, nó làm gì, nó ốm, nó đau hay nó làm gì sai thì ta vẫn thương nó mà, dù sao nó vẫn là con ta mà. Đó. Ý ở đây là như thế. Cho nên giả sử phá giới cấm vẫn trụ địa bất thoái, nếu ai đánh người ấy tức là đánh đập ta, nếu ai chửi người ấy tức là chửi mắng ta. Đức Phật nói là giả sử phá giới cấm, tức là giả sử có thì có những vị tăng mà phá cấm giới như sát đạo, dâm vọng, vân vân đó, nhưng mà vẫn trụ địa bất thoái, nhưng mà vẫn gì, vẫn ở trong gì, ở trong cái tâm của vị ấy thì vẫn không bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng. Và không bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng á,
có phạm giới nhưng mà gì, nguyện không bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, tức là gì, gọi là đây gọi là vẫn trụ địa bất thoái đó. Không bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, tức là cho dù gian lao khó nhọc thế nào cũng vẫn gì ạ, sống ở trong chùa, chết cũng ở trong chùa, sống là đệ tử Phật, chết cũng là đệ tử Phật, nhất định gì không thoái cái tâm gì, cái tâm cái thân hình là gì, thân tướng là đệ tử xuất gia của Đức Phật đấy. Mà có nói có nghĩa là vị này thì đã biết ăn năn, biết sám hối, biết hối cải á. Những cái giới luật đã vi phạm trước đây bây giờ biết ăn năn, biết hối cải và gì thệ là nguyện là dẫu cho thịt nát xương tan nó không rời khỏi ngôi chùa này, hay là cái gì không bỏ đạo mà đi về tại gia, không bỏ đạo mà đi về sống cuộc sống gì thế tục vân vân chẳng hạn, đấy gọi là gì, gọi là giả sử có phá giới cấm nhưng mà vẫn trụ địa bất thoái đó. Thì Đức Phật nói này, nếu mà đối với những hạng người như thế mà ai đánh đập những người ấy, tức là đánh đập ta, tức là đánh đập Phật đó, ai chửi bới những người ấy, tức là gì, tức là chửi bới Phật đó. Tâm người kia muốn tắt ngọn đèn lớn chính pháp, đánh nhau giành của cải, vua chúa cùng nổi giận. Đức Phật nói là nếu mà cái người nào mà khởi cái ác tâm mà chửi mắng đánh đập các vị tỷ khiêu xuất gia giữ giới hoặc không giữ giới như thế, thì nói là gì? Nói là người ấy chính là gì ạ? Là giống như khiến cho cái ngọn đèn chính pháp của Đức Phật là gì? Là tắt đi vậy. Và gì? Giành tranh giành của cái mà chẳng khác gì những người thế tục tranh giành của cải mà đánh nhau vậy. Vua chúa gì cùng nổi giận với gì? Với những người đó vậy. Cho nên dạy các Phật tử chúng ta và dạy những tăng ni chúng ta là không nên, nói tóm lại là không nên nhìn vào lỗi của người, mà chỉ nên nhìn vào lỗi của mình để tu tập thôi vậy, để sửa mình thôi vậy. Lỗi của người chúng ta biết để mà gì mà không vi phạm, mà ta không vi phạm vào những lỗi ấy, chứ không đi đào bới, không đi soi mói, không đi tìm hiểu lỗi của người để phỉ báng, để chỉ trích và để soi mói vậy. Đó mới là người tu chân chính vậy. Trong kinh Thập Luân ghi, xưa có vị vua tên là Phúc Đức. Một hôm có một vị tỷ khiêu phạm tội bị bắt trói, nhưng nhà vua không muốn giết, bèn sai đưa người ấy đến chỗ một con voi điên. Nó dùng vòi túm hai chân người ấy, định ném xuống đất. Nhưng nhìn thấy người ấy mặc áo hoại sắc, mà áo hoại sắc tức là mặc cà sa đó. Nó liền nhẹ nhàng đặt người ấy xuống đất, không dám làm tổn thương. Nó ngồi xuống dùng mũi ngửi chân người ấy và tỏ lòng thương mến. Chúng ta thấy Đức Phật lấy cái ví dụ nói rằng, trong kinh Thập Luân, Đức Phật nói rằng, xưa có vị vua tên là Phúc Đức. Một hôm có một vị tỷ khiêu phạm tội và vị vua đó thì bắt và trói. Trói vị tỷ khiêu ấy, nhà vua gì, vì nhà vua không muốn giết, không muốn tự tay giết, cũng không muốn bảo người giết, mà gì bèn sai người mang đến chỗ một con voi, bảo cho con gì, cái con voi kia mọi khi là nó cứ thấy người là nó giết, cho nên bảo bây giờ thả cho cái vị tỷ khiêu này, thả vào trong chuồng voi để cho con voi nó giết, người cũng chẳng thèm giết. Tức là cái vị vua này gì chắc chắn sẽ phải làm vào cái tội gọi là xấu ác, mà cho nên xin lỗi, cái vị tỷ khiêu này chắc chắn sẽ phạm vào cái tội xấu ác, khiến cho ông vua ở trong đất nước đó, ông vua Phúc Đức ở trong đất nước đó mới căm giận, mới ghét bỏ như thế. Cho nên không thèm giết, cũng không bảo người giết nữa, mà có nghĩa là tao không thèm giết mày nữa, cho nó bẩn tay, kiểu nó như thế. Cho sai đem vứt vào để cho con thú nó giết. Tức là đem vứt vào trong chuồng voi, vì nhà vua có một con voi rất là hung dữ. Chỉ ai mà phạm tội nặng á, thì đem vứt vào đó là con voi gì nó giày xéo chết, nó quật dùng voi nó quật chết, rồi dùng châm chân nó đạp chết, rồi nó chết rồi nó còn gì, nó còn dẫm đạp cho nát bét thân thể ra đó. Cho nên ông vua gì cũng xử cái tội vị tỷ khiêu này, vị tỷ khiêu phạm tội như thế. Bây giờ vua Phúc Đức sai người ném cái vị tỷ khiêu phạm tội đó vào trong chuồng voi, thì con voi gì cũng như mọi khi, nó thấy ném người vào nó hùng hục, nó chạy lại, nó dùng vòi nó gì túm lấy hai chân của cái người kia, cái vị tỷ khiêu phạm tội kia, nhấc bổng lên trời và định ném xuống đất. Nhưng bỗng nhiên con voi nó trứng lại,
vì thấy trên thân thể của vị tỷ khiêu kia mặc áo hoại sắc, mặc áo hoại sắc tức là mặc y ca sa như thế này đó, mặc y ca sa, thế cho nên con voi đó liền là nhẹ nhàng đặt cái vị tỷ khiêu phạm giới, vị tỷ khiêu phạm tội kia xuống, và gì nó không dám làm tổn thương vị tỷ khiêu ấy, và gì nó ngồi, con voi đó ngồi xuống lấy mũi ngửi ngửi gì lấy cái vòi đó ngửi ngửi người thân người ấy rồi tỏ lòng thương mến mà gì mà bỏ đi. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật cái ví dụ như vậy, Đức Phật nói gì này thiện nam tử, voi là loài vật nhưng thấy người mặc áo hoại sắc, tức là thấy người mặc áo cà sa đó, tức là người xuất gia đó, còn không nảy sinh tâm độc ác làm hại, đến đời vị lai nếu vua Chiên Đà La, Chiên Đà La là chỉ cho những vị vua hung bạo tàn ác ở thế gian mà hủy không tin Phật pháp đó, gọi là vua Chiên Đà La, tức là những ông vua, những người lãnh đạo, ngày bây giờ không còn vua nữa thì gọi là những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo, những người lãnh tụ, những người lãnh đạo nhà nước á, chính quyền đó, tức là gì không tin Phật pháp đó, tức là chỉ cho gì vua Chiên Đà La, bây giờ mình không gọi là vua Chiên Đà La, cũng gọi là gì người những cái vị lãnh đạo ở Chiên Đà La. Nếu những vị vua Chiên Đà La nào thấy trong pháp của ta có người xuất gia có thể trở thành pháp khí, song đã không trở thành bậc pháp khí, nên hành hạ hoặc giết người ấy, thì sau khi qua đời, ông vua ấy chắc chắn phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Đức Phật nói rằng nếu... Đức Phật nói gì? Loài voi là những cái loài những con vật. Thấy người mặc áo hoại sắc, tức là thấy các sư, thấy chư tăng đó. Còn không nảy sinh cái tâm độc ác làm hại, huống chi là con người ư. Và Đức Phật nói nếu đến đời vị lai sau này, có những vị vua hoặc là những vị lãnh đạo, các cơ quan nhà nước tùy theo cái chế độ của quốc gia ấy mà nhìn thấy chư tăng là người xuất gia có thể trở thành pháp khí, nhưng xong sau này không thành pháp khí được mà đem gì đem để giết hại những vị ấy, thì Đức Phật nói những vị vua ấy và những vị lãnh đạo ấy sau này hết bỏ xả bỏ cái báo thân này chắc chắn sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục. Vậy nên mới có bài tụng á, kinh hành trong rừng cây, chí kiên cố cầu đạo, đã có sức thần thông, chấn tích nương mây bay, đã đạt bốn thệ nguyện, chí đạo không gì hơn, không tham thọ vô lượng, nói gì năm ngắn dài. Ở đây nói là có cái bài tụng, Đức Phật có bài tụng kinh hành trong rừng cây, tức là chỉ cho người xuất gia đó, chí kiên cố cầu đạo, đã có sức thần thông, chấn tích nương mây bay, tức là đây chỉ cho những bậc gì, những bậc chân tu ở trong rừng sâu, bậc chân tu ở trong rừng sâu có cái tâm cầu đạo kiên cố và đã có gì, đã chứng được thần thông, chấn tích nương mây bay, tức là chấn chấn tích ở đây tức là cầm tích trượng đi khắp bốn phương để giáo hóa chúng sinh, nhẹ nhàng thanh thản, giống như là gì, như là bước ở trên mây cưỡi mây mà đi, không cảm thấy bị ngăn ngại, bị chướng ngại bởi gì, bởi vật gì, bởi mưa nắng bão bùng vân vân. Đạt bốn thể nguyện, bốn thể nguyện ấy hàng ngày chúng ta đọc ấy, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nhé, đó gọi là tứ hoàng thể nguyện đấy, bốn hoàng thể nguyện. Chí đạo không gì hơn, tức là ý chí, chí chỉ cầu nơi đạo lớn thôi, chứ không cầu cái gì hơn ngoài cầu đạo cả. Không tham thọ vô lượng, tức là không tham cái tuổi thọ gì kéo dài trăm năm hoặc hơn trăm năm hoặc 200 năm hoặc là 800 năm như ông Bành Tổ đấy chăng nữa, cũng không tham cái tuổi thọ ấy vậy. Nói gì thì nói gì là giải ngắn đó. Đấy, thì hôm nay thì học đến cái chương này thôi. Đấy, chúng ta học đến chương này, còn ngày mai bắt đầu vào học cái chương cảm ứng, không có nó dở dang. Hôm nay chúng ta nghỉ một chút, về tối này thầy tranh thủ lên Tản Viên một tí, lâu lâu thì nhớ chùa quá rồi. Thế là từ tháng 2 tới giờ, từ đầu tháng 2 tới giờ, từ đầu tháng 2 tới giờ, đâu từ cuối tháng Giêng tới giờ, từ cuối tháng Giêng tới giờ.
chưa lên đấy, tối tranh thủ lên một tí để xem trên kia các sư ông sư bác sư cô sư các chú trên kia rồi, tu tập như thế nào, động viên an ủi các vị tí, xong mai lại về lại giảng tiếp buổi sáng. Chúc các quý vị một buổi tối hoan hỷ. A Di Đà Phật.